Nam. Chào bạn. Dạ em chào anh Huyền. Mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Mời bạn ngồi. Rồi bây giờ hai người ra sân khấu rồi, bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về nhau nha. Xin mời bạn nữ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thu Mai. Năm nay em 28 tuổi. Em đang đi học cao học chứ em không có đi làm nữa. Quê em ở Phú Yên ạ. Hồi trước giờ vô đây là đi học thôi chứ không có đi làm. Dạ không, em học đại học xong thôi, xong rồi em đi làm ở công ty bánh kẹo 4 năm. Rồi. Bạn trai mình thì sao ạ? Em tên là Võ Trơn. Em đến từ Quảng Ngãi. Dạ em năm nay là 35 tuổi. Hiện tại em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em có một công ty nhỏ nhỏ về thiết kế và thi công. Vậy là làm mà công giám đốc hả? Dạ. Được. Giám đốc này ấn tượng nha, lạ lắm nha. Dạ. Lý do tại sao bạn lại chưa tìm ra được một người yêu để mình có thể hướng tới hạnh phúc lâu dài? Dạ thực ra thì cái này gọi là cái duyên ạ. Hồi xưa thì cũng có quen nhưng mà có duyên rồi không hợp nhau thì mình chia tay. Còn thời gian gần đây thì em cũng rất là bận công việc. Giờ thì nó cũng lười, gọi là lười rồi. Lười gì? Dạ lười tán gái. Lười tán gái. Mối tình cuối cùng bạn chia tay lâu chưa? Dạ cách đây 2 năm ạ. Lý do tại sao? Cụ thể luôn chứ không phải là không hợp. Cái tính em là em rất là nhiệt tình. Yêu thì có thể mình rất là chiều. Thì chính cái chỗ đó nhiều lúc rồi cảm thấy bạn nữ có thể là chán. Cái lý do này chưa thuyết phục lắm. Bạn nữ bên đây có thích được bạn trai chiều không? Dạ em nghĩ bạn nữ nào cũng muốn, em còn muốn lắm chị. Rồi bạn nghĩ sao vậy? Bên kia nói là tại vì bạn gái chiều bạn gái quá nên bạn gái chán. Em nghĩ chắc là ảnh chưa đúng. Chưa đúng. Chưa đúng cách đúng không? Chưa đúng chiều đúng không? Dạ. Đó cũng là một lý do đấy. Dạ có thể là chưa đúng chỗ. Còn lý do gì nữa không bạn? Nói chung là em thì cũng hơi khó tính một tí. Đó, khó tính đó. Bạn nữ mình có phải là người khó tính không? Dạ theo em thấy là bạn bè nhận xét thì em không phải là người khó tính chị. Ngược lại thì em dễ tính lắm chị. Bạn có những cái thế mạnh và điểm yếu nào? Về thế mạnh thì em thấy em cũng có nhiều tài lẻ. Đây. Em thích làm đồ handmade đó chị, đặc biệt là làm hoa, cắm hoa. Này là bạn tự tay làm đó. Dạ, em tự tay làm. Quá đẹp. Dạ. Làm về là trong bao lâu? Dạ khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong. 2 tiếng đồng hồ mà làm được vậy hả? Dạ. Quá xuất sắc. Nghe là thích rồi. Thì em cũng có biết cũng thích may vá chị, may vá đang móc em đều biết. Nấu ăn. Dạ nấu ăn thì em cũng biết sơ sơ. Dạ là người phụ nữ của gia đình rồi. Dạ. Rồi tật xấu là gì? Em thấy là em hơi nóng tính chị. Em không thích là em nói á. Nói chung mình thẳng thắn thôi. Có sao nói vậy chị? Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn một người bạn trai là hơi trầm tính một chút. Tại vì em thấy tính em nó hơi nhiệt tình đó chị, hơi năng động. Thì em nghĩ một bạn nam trầm tính thì sẽ chịu được em hơn. Rồi người đó thì trung thực với lại là người biết lo cho gia đình nữa chị. Thật sự em đã muốn lấy chồng chưa? Dạ muốn lắm rồi chị. 28 tuổi ở nhà có hối thúc gì chưa? Dạ bởi vì em là chị lớn á chị. Má em đang muốn em tống đi lắm rồi. Không biết bên kia có muốn lấy vợ liền chưa ha? Dạ muốn lắm rồi chị. Bạn muốn một người bạn gái như thế nào? Dạ em thì muốn người bạn gái là tính tình vui vẻ, hòa đồng, cuộc sống biết yêu thương người thân. Bên đây cổ nói là cổ được. Nhưng mà hỏi cô bạn gái một chút xíu. Dạ. Mình 28 tuổi rồi mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ quen nhau thật sự thì em có một. Cái mối tình thật sự đó là mình chia tay được bao lâu rồi? Dạ em chia tay cách đây một năm á chị. Rồi bây giờ trước khi tôi qua bển tôi coi mặt bạn trai nhìn cho bạn, tôi hỏi bạn cái gì về ngoại hình. Cao ốm mập lùn. Em thích đàn ông cao. Cao. Dạ. Cao có cao. Cao nhiêu? Dạ bạn? Nếu bằng 1m7 thì càng tốt. Rồi. Dạ. Gì nữa? 1m69. Rồi gì nữa? Mình thôi. Dạ không cần đẹp trai lắm chị. Em thấy trai đẹp với thay nó hay lăng nhăng lắm nên em thích trai đẹp lắm đâu. Rồi. Dạ. Trai đẹp vậy hết rồi. Dạ hết rồi. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Tóc thì chắc cũng hơi nhiều chứ ít quá chị. Dạ không có thôi chứ ít nhiều gì. Cao nhiêu? Dạ em 1m65 ạ. Hơi thiếu 5 phần ha. Dạ. Cái này là tại sao cạo đầu? Dạ em tóc em nó bị rụng nên em cắt ngắn lại. Đi quay sao óc còn tóc không? Dạ còn nhiều gì? Còn quá trời còn tóc quá trời mà. Dạ. Nhiều, phải mấy trăm cộng á. Cạo chi vậy? Mùa nắng nóng này nên thế này nó rất là mát. Bạn có tật xấu gì không? Dạ em thì nhiều lắm ạ. Ví dụ? Dạ nào xấu nhất? Xấu nhất là người nó hôi. Cái gì? Dạ. Mà biết bạn bị hôi? Dạ. Biết xong trị? Dạ cũng đang trị. Mà mình biết mình không sao cái gì, có gì đâu, cười bình thường. Dạ.
Một người anh hùng là một người biết nói ra được cái khuyết điểm của mình. Người ta nhận ra được, người ta hôi có nghĩa là người ta sẽ đỡ hôi. Người ta biết nè, chị chỉ cho em à, một là em có thể đi đến bác sĩ để mà cắt bỏ cái tuyến mồ hôi. Hai nữa thì em có thể mỗi ngày buổi sáng, sáng chiều em làm một tháng hết liền luôn chanh. Trước khi em tắm hoặc em tắm xong em lấy chanh em chà vô. Chị nói nghiêm túc. Kinh nghiệm quá. Kinh nghiệm đó chị chị. Chị bị đó. Hồi xưa ta nói là phèn á, phèn chua á. Yeah. Nhưng mình không, phèn chua nó phức tạp với đàn ông á. Chỉ có cần những chiếc chanh thôi. Cắt miếng chanh ra chà chà chà. Chỗ này là mai chứ không phải chỗ này chị hôi. Chị đảm bảo cho em nó ra mồ hôi chứ không có mồ hôi nữa. Dạ. Bắt tay. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Dạ. Thơm tho sạch sẽ. Lấy vợ. Dạ. Để đem động phòng mà bốc mùi kỳ lắm. Dạ. Nha. Dạ. Rồi được. Em cảm ơn chị nhiều. Người này rất anh hùng, tôi chấp nhận. Nghe rồi gì? Đâu cần phải kể lại đúng không? Không sao hết. Còn bạn sao? Em sẽ giữ mấy cái chiêu mà chị nói. Đúng rồi chị. Dạ, em thôi bỏ chị. Qua cái vụ đó đi. Rồi rồi hết hết. Bây giờ mình gặp gỡ người thân cho nó xóa tan cái mùi đó đi. Bà hôm nay đi với ai? Dạ em đi với má em ạ. À, chào bác. Dạ. Bây giờ tụi con nói chuyện vui bác nha. Bác thấy cô bên kia thế nào? Được. Thích luôn. Thích dạ. Luôn. Thích luôn. Thích luôn. Chào bác. Bác. Chào bác. Chưa bác trai với bác quen nhau qua làm mai mối hay là hai người yêu nhau rồi đến với nhau bác? À, cũng mai mối chứ. Mai mối hả? Vâng. Rồi có biết mặt nhau không? À, thì tới nào mới biết luôn. Tới nào biết là cưới liền luôn hả? Ừ, cưới liền luôn. Hay rồi quá. Có yêu ngay lúc đó bác? Yêu, yêu luôn lúc đó rồi cưới luôn. Gặp là yêu luôn hả? Rồi vậy đó. Hay vậy ta? Hay bác ơi bác, bây giờ bác, bác cũng thích vậy luôn. Dạ, bác muốn có cháu liền chưa bác? Trong luôn. Bây giờ bao lâu bác cho hai bạn trẻ này lấy nhau được? Năm nay lấy thì sau năm có cháu là tốt. Dạ, rồi được rồi bác. Bác thích dạ. Cháu nội hay cháu trai cháu gái? Trai gái cũng được hay ha. Đúng rồi, ừ. Hay nè. Dạ, cảm bác ơn bác. Đúng là tuyệt vời ha. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? À, dạ, em có đi với em họ với hai người bạn của em ạ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi, chào em. Cảm nhận đầu tiên của em về anh là người rất là chững chạc, trung thực. Em nghĩ là những yêu cầu của chị Mai thì anh có thể đáp ứng được hết. Em cảm nhận là anh chị sẽ rất là hợp nhau á. Như vậy là ủng hộ hết rồi, để mình qua mình xem bên kia coi sao nha. Cô bên đây nãy giờ nghe nói rất là lanh lẹ ha, năng nổ. Dạ, ô, chào anh. Chào em. Dạ. Dễ thương quá. Anh bên đây, trời ơi, có 2 đồng tiền nữa. Bên đây cũng có 2 đồng điếu. Hai người hợp với nhau lắm á. Dạ. Anh này hiền lắm, nói chứ. Bên đây má chịu rồi là thành công 50%. Dễ dụ không anh? Dễ dụ anh. Dạ. Rồi, ok. Bây giờ mình kéo màn lên, tôi nôn quá vụ này rồi đó. Mạnh nha, nhớ nha. Dạ. Rồi, quay mặt qua. Dạ, em chào anh. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Ồ, dạ, quà này tự em làm á. Dạ. Cái này anh làm hay là mua? Dạ, cái đó mua. Dạ. À, cảm ơn anh nhiều. Bông đẹp ghê. À, lúc nãy giờ em cảm nhận anh như thế nào? Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Nhìn tổng quan về ngoài thì duyệt. Cái vụ tóc thôi em, tóc. Dạ, tóc thì hơi ít á. Dạ, em thấy cũng được mà chị. Anh thiếu tới 5 sân nha. Dạ. Chiều cao anh thiếu tới 5 sân rồi. Dạ thì anh ráng bù mấy cái khác. À. Bù gì? Dạ cái chiều đó em ảnh tính gì. Trời ơi cô này. Anh thấy em sao? À, anh thấy cái món xiên đó là anh rất là thích, mà má anh cũng rất là thích. Dạ. Nhưng mà em xiên lắm mà anh. À. Phụ nữ mà xuyên những cái việc nhà thế là rất là tốt. Nó là một phụ nữ của gia đình. Xuyên lắm, nhà dơ là em chùi hoài luôn. Mà anh mà dơ là em tắm anh hoài luôn. Xuyên lắm. Anh làm rất là lười. Rất là lười mà việc nhà cho nên là cảm thấy rất là hợp. Bây giờ như mình cưới nhau về sống nhà trọ thì có chấp nhận được không? Dạ thì chắc 1-2 năm thì cũng được. Còn em nghĩ thì em cũng sắp ra trường thì em sẽ phụ anh. À. Ôi giờ mỗi người nói câu nào thật tình cảm nên mình tiến hành thủ tục bấm nút đi. Anh thấy chúng mình rất là hợp. Chung là anh rất thích em về đội của anh. Em gái nói gì với ảnh đi. Dạ em hy vọng là em có cơ hội về đội của anh. Dạ. Rồi. Dạ hết. Để hy vọng đội mình sẽ có thêm cầu thủ. Hết thời gian. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định hẹn hò hay là không hẹn hò. 1 2 3. Hết thời gian.
tay nhau đi. Cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Chà, cặp này xứng đôi. Nói với má gì, tương lai gì đi. À, dạ con. Dạ con chào má. Nhanh dữ. Được không? Được không? Đi, vậy đi, vậy đi. Rồi gì nữa, nói gì nữa đi. Dạ con gọi má được không ạ? Má cách này ra. Dạ con cảm ơn. Ai ha, má thích rồi ha. Tướng này ngon lắm á má. Này đẻ dữ á. Rồi, tặng các bạn những cái vé xem phim. Chúc các bạn sẽ có một không gian lãng mạn để hiểu nhau nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Rồi, chúng ta đi xem phim đi. Bực hay là nóng thì em hay thể hiện ra thái độ lắm. Bạn em cũng có hơi nhiều cho nên hơi nhức đầu. Em thích tự do rồi bạn gái kia thì nó gò bó quá. Một sự khởi đầu rất là suôn sẻ và vui vẻ ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai để xem hạnh phúc đó nó có được thể hiện trong cặp đôi này không nhé. Nào, Hà Mai. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, em tên là Trọng. Gì Trọng? Dạ, Phạm Phương Trọng. Em quê Củ Chi, năm nay được 26 tuổi. Em là kế toán kho của một công ty gỗ ở quận 9. Rồi, mình giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường. Chào anh Quỳnh Linh và bạn chào cùng bạn. Chơi. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan. Năm nay em 25 tuổi, em đang làm kế toán cho một công ty về cơ khí. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Chia tay bao lâu rồi? Dạ 1 năm rồi chị. Mình có thấy mình là người khó tính quá không? Em không phải là khó tính đâu, nếu mà hiểu em rồi thì em rất là dễ chịu. Bạn có những cái điểm mạnh nào? Tình cảm của em thể hiện cũng nhiều, thí dụ như mà quyết định quen một người nào đó thì em chỉ dành tình cảm cho người đó thôi. Điểm yếu? Điểm yếu của em là khi mà bực hay là nóng thì em hay thể hiện ra thái độ lắm. Bên kia đã chia sẻ những cái mối tình của mình rồi, còn bạn? Em thì đã có 3 mối tình nhưng mà chia tay cái mối tình gần đây nhất là khoảng 1 năm. Nguyên nhân từ đâu? Có thể là em thích tự do rồi bạn gái kia thì nó gò bó quá cho nên em không có thích hợp lắm cho nên là chia tay. Tự do trong khuôn khổ nào em? Kiểu nhiều khi mình muốn ở một mình, nhiều cái vấn đề để mình suy nghĩ. Còn bạn gái thì lúc nào cũng muốn phải ở bên, lúc nào cũng nói chuyện rồi đi chơi vậy đó. Kỳ vậy, phụ nữ người ta thích vậy đúng rồi. Nhu cầu quá chính đáng mà. Không, nhưng nhiều khi tại công việc em nó căng thẳng, muốn thời gian ở một mình để mình nghỉ ngơi với lại xả bớt căng thẳng. Ủa có bạn gái nhiều khi chăm sóc mình nó tốt hơn chứ em? Tại bạn em cũng nói hơi nhiều cho nên nghe hơi nhức đầu. À, ở cạnh bên cũng nói hoài á. Em bên đây em cũng nói nhiều lắm á. Mà em có thích lúc nào cũng ở bên cạnh người mình yêu? Nói chung là em không có quản lý về thời gian, nhưng mà nói chung là những lúc cần thì phải có. Giống như là em được. Nghĩ là giống như mình bị áp lực về công việc thì quen nhau mình phải chia sẻ với nhau. Chứ em không thấy là tự nhiên mình ôm trong người rồi bạn gái mình lúc đó không giúp được gì mình hết, rồi lại không gặp nhau lại hiểu lầm nhau, em không thích vậy. Cái từ khi mà em nói vậy thì anh thấy cái đó em cũng đúng. Là mong muốn bạn gái mình thế nào nói luôn đi. Thứ nhất là bạn gái là phải không có ghen nhiều quá, quan tâm, lo lắng rồi chia sẻ. Nhưng mà em có lăng nhăng không? Dạ không, giờ em mà yêu ai thì nói chung là yêu một người. Nếu mà em không có vấn đề gì thì em đâu có ngại gì người ta ghen. Dạ. Em làm gì người ta mới ghen không, tại chứ. Nhiều khi cái môi trường công việc á là có nhiều nữ á, sợ nhiều khi bạn gái này ghen nữa hay khổ. Thôi em yên tâm đi, em quen bạn này em phải ghen ngược lại, tại môi trường bạn này nam không à. Cái kia này phải ghen ngược lại quá. Vậy bạn có ghen không ạ? Cái gì cũng trên cái mức giới hạn thôi. Còn bạn bè bình thường cứ đi chơi bình thường không sao. Bạn nữ mong muốn gì ở bạn trai? Em thích bạn trai tính trầm, có chính kiến riêng của mình. Không phải là trầm mà dạng như là cứ sao cũng được thì em không thích như vậy. Một phần nữa là cái bạn đó phải có ý chí. Bạn có ý định kết hôn gì chưa bạn trai? Có ý định là chị, nếu mà quen được thì trong vòng khoảng 1-2 năm thì có thể cưới được. Em cũng vậy, thì nếu em cảm thấy hợp thì mình có thể tiến tới. Nhưng mà công việc của Trọng giờ này đã ổn định chưa? Đã chuẩn bị gì cho cái tương lai 1-2 năm sau mình đám cưới chưa? Công việc của em cũng đã ổn định rồi chị. Làm cũng được 2 năm mấy rồi cho nên giờ nó ổn định lắm. Giờ cứ lương đều đều rồi chị. Nếu mà bạn lấy vợ về đó thì ở nhà chung với ba mẹ, tức là vợ phải làm dâu hay sao? Dạ cũng tùy anh, ví dụ như tùy công việc nữa. Công việc thì xa nhà thì có thể ở riêng một chỗ nào đó cố định để đi làm, hay vợ chồng thì thoải mái hơn, chứ không có nhất thiết phải về làm dâu. Bây giờ ví dụ như mình cũng ở riêng thì ba mẹ có hỗ trợ gì được không? Hỗ trợ thì chỉ có hỗ trợ về mặt đất thôi, còn nhà thì chắc hai chồng tự làm. Đất thì có rồi. Quá tốt rồi. Đất cũng khi giờ lên lắm rồi đấy. Nhưng mà nếu như phải làm dâu thì bạn nữ có đồng ý làm dâu không? Dạ em nghĩ là mình có thể làm dâu được, em không biết hết vấn đề đó. Nhưng mà tại vì em là con một nên nhiều khi không biết là có muốn bắt rễ gì không. Dạ cái đó thì em có nghe nhà nói như vậy, nhưng mà làm dâu nói chung là ý kiến của em thôi. Ăn thua hai bên thỏa thuận thôi ha. Dạ. Bạn muốn người đàn ông
về ngoại hình như thế nào? Em có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích là bạn đó phải cao hơn em. Em cao bao nhiêu? 1m6. Rồi, miễn cao hơn 1m6 là được rồi gì? 1m7 đi chị. 1m7 đi chị. Rồi, ngoại hình là phải to, người to con một chút. Tại vì người em cũng to nên em không muốn nhìn nó hơi bị mất. Bên đây to lắm mà. Không hút thuốc, không được xăm hình. Trời đất ơi, sao khó vậy? Chết cha. To quá quy định. Đâu đứng lên, anh này cao nè. Này là phải 1m7 không? Dạ, 1m71 chị. 71, rồi. Được. Có hút thuốc không? Dạ không. Có xăm mình không? Dạ không luôn. Thiệt không hay là có dạ, gì thiệt, kính? Thiệt. Dạ không có gì. Không đó. Dạ không. Rồi, rồi ngồi xuống đi, hơi thiếu ăn chút. Dạ không có sao, gì cái này nuôi được. Dạ, dạ có gì bạn đi. Nữ về mình nuôi, có gì tăng cân sao cũng được. Đúng rồi, nhưng mà đủ chiều cao là được rồi. Dạ. Sợ tới cái chiều cao mà thấp hơn cái đó mới khó. Em thích một người bạn nữ như thế nào? Hiền, dễ chịu, tóc thì không quá ngắn. Tóc dài luôn. Dạ, rồi không ốm quá, cũng không mập quá. Vừa người. Vậy được càng tốt. Gì nữa? Rồi về tóc tai có nhợ mày không, bình thường không sao. Đó đó là cái sở thích mỗi người. Miễn đẹp là được rồi. Dạ, miễn đẹp là được. Rồi nói nhiều xíu. Ủa gì kìa? Ủa, nãy mới là con gái kia nói nhiều quá, chia tay rồi bây giờ tôi thích. Không, nhưng mà nay cái thay đổi vậy, sẽ thay đổi rồi. Từ khi cái mối tình kia giờ bắt đầu mình suy nghĩ ngược lại rồi. À, rút kinh nghiệm rồi đúng không? Rồi giờ này làm ơn Phước, tôi làm mai mối cho cái mối này được lắm. Nhưng mà sau đó phải tập trung, cũng dành nhiều thời gian cho người yêu một chút. Phụ nữ người ta muốn ở gần người ta yêu thương thì dòm ngó tăng chút cũng được vậy. Tại công việc nay cũng ổn định cho nên cũng hết căng thẳng, bớt căng thẳng rồi chị. À, dạ. Là bây giờ hứa là phải chăm sóc tốt cho người yêu rồi đàng hoàng nha. Dạ hứa chị, cái đó là chắc chắn rồi. Chắc chắn ha. Dạ. Được, hai bên này hợp lý. Cũng được, hơi ốm chút thôi em, nhưng mà không sao, mình phụ nữ mình chăm tốt. Không ốm thì không ốm đâu. Bây giờ em đòi 1m7, bây giờ có 1m6 chị đâu làm cách nào cao lên được đúng không? Dạ. Bây giờ ta được 1m71 quá dư rồi. Còn cái chuyện thiếu ăn chút thì mình cho ăn nhiều vô. Bạn nữ bên kia có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu của em á thì hay nói vậy đó anh, giống như là em không thích thì em nói, mà em nói nhưng mà phải sửa, không nói nhưng mà anh không, mình mà nói là bỏ nữa đó. Thì đó, ý em nói mà em cứ nói hoài vậy, một vấn đề đó nữa là em bực, em không nói nữa là lúc đó là có vấn đề xảy ra, em không nói đó, nữa. Nghĩa là vẫn còn cái tật đó ha. Vẫn còn. Bạn phải chuẩn bị tinh thần nha. Rồi còn mình tật xấu gì? Tật xấu của em là cứng đầu. Cái gì mình thích rồi thì làm dữ lắm. Còn cái gì mà không thích thì không ai ép được. Quan điểm là như vậy ha. Dạ. Thì cái này mình phải dùng chiêu. Nói nhiều người ta không có làm. Dạ. Hôm nay bạn gái có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Rồi chào chị. Em chào chị. Chào em trai. Dạ. Thấy sao chị? Ngoại hình thì thấy ổn. Có vẻ phù hợp với em của em. Nhưng mà bạn này thì hơi trẻ. Tại vì em của em thì nó cũng hơi trẻ con. Nên là thích là có bạn nam nào đó chững chạc hơn một tí. Nhưng mà cơ bản thì hợp. Có thể là bề ngoài thì như vậy nhưng mà tính cách thì sẽ khác. Đúng rồi, cảm giác anh này chững chạc đấy. Đôi khi mà căng thẳng quá muốn một mình suy nghĩ. Dạ đúng rồi đấy, đó là cái chiều sâu về, về. Dạ đúng rồi đấy. Rồi, mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em, bà con của em. Dạ em xin chào anh Hiền Linh và chị Cát Tường ạ. Em thấy chị gái này sao em? Dạ em thấy chị gái này rất là xinh ạ. Dễ hòa đồng, vui vẻ, hai người rất là hợp đôi ạ. Anh của em có tính xấu gì nữa không? Anh em thì rất là nhiều tính xấu. Thì cứ khai em ơi. Bạn có nói ra được không? Hãy trung thực em. Ừ. Khai hết đi. Thì nãy coi như anh em cũng có nói là anh em rất là cứng đầu đó. Có nhiêu đó thôi còn gì nữa không? Nói đi chị vẫn dẫn thở. Nhưng mà cứng đầu mà vậy như là việc đó đúng mà mình cứng hay là theo ý định của mình cảm thấy nó đúng? Theo ý định của mình thì cảm thấy đúng. Cái này cũng gọi là gia trưởng đó nha. Rồi cảm ơn em trai nha. Nhàn bướng á. Để bên đàn trai qua coi mặt đàn gái coi sao nha. Ngồi đó chờ coi. Không được thì thôi mình rút nha. Trời, xin lỗi ạ. Em chào Quyền Linh. Chào em. Chắc rút quá. Anh đừng nói em ngại. Rút rút. Sao anh sao rồi? Đẹp lắm hả? Tâm kéo màn, kéo màn. Chạy đi, rút chạy đi, chạy ra lấy chớn chạy vô. Anh có bó hoa tặng em. Em cảm ơn anh. Sao giống như là anh nói không? Rất dễ thương nha. Hai cảm ơn anh. Anh cho em hỏi là công việc của anh áp lực như vậy á, có bạn gái không, cũng chia sẻ bạn gái của mình mà lại thích trốn một mình rồi. Mình nói ra cũng nhiều khi bạn gái không chia sẻ được á, rồi mới công hai người nó mâu thuẫn với nhau nữa, cho nên là tìm một chỗ để nó yên tĩnh hơn để mình. Em thấy như vậy thì hai người sẽ không hiểu nhau. Không, bây giờ thì nó sẽ khác. Cái đó hồi xưa. Còn em thì sẽ khác. Không, nhưng mà quan trọng là cái tính của anh nó như vậy rồi thì giống như là thay đổi. Vì cái đó thì nó sẽ ép buộc hơn, không phải là nó tự nhiên. Không, nhưng bây giờ thì nó
mình cũng có nhiều cái thay đổi hơn. Rồi mình cũng lớn tuổi rồi, phải biết suy nghĩ chín chắn hơn chứ. Cho em hỏi anh có dễ chuẩn không? Không có, anh thì cũng dễ tính. Em hơi bị khác người một chút. Khác người là sao? Dạ em tính khác người gia trưởng. Tại vì giống như chị em cũng đã nói, tính em thì nó hơi trẻ con một chút. Giống như là như vậy, em thích như vậy thì em làm như vậy. Có nghĩa em cùng cái người mà để kiểm soát em á, giống như là nói cho em biết rồi vấn đề này như thế nào thì không, cái đó thì anh quản lý được. Tại cái công việc anh là quản lý kho, là anh quản lý cái đó, anh quản lý tốt lắm. Rồi. Quản lý kho với quản lý vợ giống nhau. Dạ nói chung thì nó cũng giống nhau vậy anh. Khi rảnh anh thích làm gì? Đi dạo, đi du lịch hay đó, ví dụ như đi biển chẳng hạn. Em thích đi dạo không? Nói chung với người em thích thì em đi đâu cũng được. Phụ nữ thường là vậy đó. Miễn có người yêu bên cạnh là được rồi. Nhớ đã hứa không có hất hủi bạn gái rồi nha. Em hứa rồi chị ơi. Ví dụ như mình cưới thì em thích ở riêng không? Hay là thích Vấn đề ở riêng hay không đó với em không quan trọng. Ba mẹ anh cũng dễ lắm, không có khó tính nhà đâu. Nhà anh có bao nhiêu người ạ? Có ba anh, mẹ anh với lại còn em nhỏ xíu nữa. Em nhỏ xíu, em gái hay em trai ạ? Em trai. Em thì chỉ có một mình thôi. Ủa vậy là nãy em nói là ba mẹ có bắt rễ, vậy là có thiệt không? Dạ thì em có nghe ba mẹ nói vậy á, nhưng mà thì do em quyết định thôi. Bạn chịu không? Nếu bắt rễ thì chịu không? Nhà có hai người con trai cũng có thể được. Sao dạ. Hai người làm kế toán đó, toán tính dữ lắm đó, đạt kinh tế ai quản lý? Thì tất nhiên là cưới vợ rồi về thì vợ quản lý chứ. Nhưng mà quyền quyết định? Quyết định thì nói chung là hai người bàn bạc với nhau. Dạ rồi. Em thấy anh như thế nào? Em thấy anh có nghĩa là đối với cái độ tuổi đó thì em nghĩ anh cũng là nghiêm túc và chuẩn chạc. Nhưng mà cái điều em cần thì nói chung là em chưa cảm nhận cùng. Được à. Khi mà đối tượng mà thật sự thích và em cảm thấy hợp với mình thì em sẽ tự chủ động. Một người phụ nữ hiện đại. Hiện đại. Một câu gì thật tình cảm để thuyết phục cô ấy. Anh hy vọng là mình sẽ tiếp tục để có thể hiểu nhau hơn. Nhiều khi nhìn bề ngoài thì không nói được lên tất cả điều gì hết. Không phải, em không nhận xét anh về bề ngoài. Bề ngoài anh rất là ok. Nhưng mà quan trọng là cái suy nghĩ và cái tính cách của mình. Thì nói chung con người mình cũng phải tiếp xúc nhiều mới hiểu được hết em ơi. Như độ mà qua cách nói chuyện một thấy mình cũng chưa hiểu hết được đâu. Cho nên anh hy vọng thì em có anh có tin vào giác quan thứ 6. Rồi. Anh thấy là con gái đó hay có cảm nhận riêng của mình. Hết thời gian. Rồi. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút đơn giản nhưng tâm hồn mới là quan trọng. Chọn hay không chọn là quyền của các bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Anh lo sợ bạn nữ không bấm. Vẫn còn sao vậy là... bạn hăm dọa người ta chứ vậy? Em giống như là cũng muốn cho mình cơ hội để tìm hiểu. Theo mà cách bạn nữ này nói là em nghĩ chắc không bấm nút. Không bấm tại sao bạn vẫn bấm? Tại vì em muốn tạo cơ hội cho bản thân mình. Nếu như bạn ấy không bấm thì sao? Thì cũng không sao, thì mình có thể làm bạn. Đây cũng một người rất thẳng thắn và cá tính. Mà đây cũng một người rất là man. Dù biết bên đây không bấm, mình vẫn bấm. Tại mình thích. Có đàn ông mà. Mình thích. Có sao đâu. Tôi thích hai bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược đi lên. Cảm ơn chị. Nắm tay nhau đi bạn, hai bạn. Anh nghĩ đây là một cặp xứng đôi đấy. Cho nhau cơ hội. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn và đi đến một quyết định đúng đắn. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian bên nhau. Dạ, cảm ơn chị và cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và hiện tại thì Tường đang ghi hình tại California. Không biết cảm xúc của mọi người như thế nào khi đón xem chương trình. Nhưng mà Tường đặc biệt hôm nay Tường cảm thấy rất là hồi hộp, rất là hào hứng. Bởi vì khi mà ghi hình tại đất Mỹ, mình sẽ mai mối cho những bạn trẻ mà sống xa xứ, xa quê hương. Không biết là cảm xúc các bạn ấy như thế nào, tâm lý các bạn ấy như thế nào, có khác gì các bạn trẻ đang sống tại Việt Nam hay không. Không biết là có giống những cặp đôi mà Tường đã từng mai mối cho họ ở Việt Nam hay không. Tường háo hức lắm và hy vọng rằng quý vị cũng sẽ ủng hộ các Tường, cũng như là ủng hộ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản ăn trưa này nhé. Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa dành cho các cặp đôi vừa thưởng thức bữa trưa vừa có thể trò chuyện hẹn hò. Ban đầu thì các bạn không được nhìn thấy nhau và sẽ trò chuyện qua vách ngăn hình trái tim để tìm hiểu về đối phương. Sau đó, khi vách ngăn trái tim được kéo ra, hai bạn sẽ được nhìn thấy nhau và cùng nhau thưởng thức bữa trưa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu cả hai cùng bấm nút, các bạn sẽ cùng dắt tay nhau ra về.
hấp dẫn lắm lắm không quý vị. Và bây giờ thì Tường không muốn để quý vị chờ lâu nữa, Tường cũng muốn vào cái không gian lãng mạn, trữ tình mà chương trình đã set up sẵn để xem là cặp đôi ngày hôm nay hẹn hò họ như thế nào quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy theo các Tường. Em không có phải là người gọn gàng ngăn nắp đâu, em rất là lộn xộn mà em đó. Thật sự thì ngoại hình cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nhiều khi mình phải quen biết tính lẫn nhau. Mình thấy hợp tính được thì... Và chúng tôi đang ngồi trong một không gian rất là lãng mạn, gió hơi lạnh nên không thể gọi là ấm cúng được. Khí hậu Cali hôm nay chắc là đối với bạn trai thì là ok. Cảm giác nãy giờ chờ đợi thấy sao? Hơi hồi hộp chút xíu chị. Rồi chị rồi, với em biết chi không, để cho chị ấm ấm được chút xíu đó. Hãy tự tin cố lên, hy vọng ngày hôm nay em sẽ có một cô bạn gái để dắt đi chơi. Ok, cảm ơn chị Tường. Ok, đợi chị nha. Ok chị. Rồi, mời bạn gái ra nè. Rồi, khi mà chúng ta đã ngồi yên vào vị trí của mình thì các bạn có thể mở mặt nạ của mình ra. Rồi, chào hai bạn. Chào chị. Bây giờ là chúng ta chỉ còn tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Và trái tim này hôm nay có sáng đèn lên hay không? Cả hai có cùng chung một nhịp đập hay không? Còn tùy vào cuộc nói chuyện ngày hôm nay, tùy vào khả năng mai mối của tôi nữa. Rồi, ok, bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu về bản thân mình. Em tên là Tuyền, em ở San Jose. Em 27 tuổi, em đang làm nhân viên thuế. Em qua đây được bao lâu rồi? Cỡ 10 năm rồi. Qua đây 10 năm. Ông bà ngoại em có ở đây. Ồ, vậy là đi theo dạng gia đình đúng không? Dạ, dạ, gia đúng đình. Rồi, đúng rồi. Chứ em làm công việc đó được bao lâu rồi? Dạ, được 1 năm rồi. 1 năm. Ừ. Em đang sống với ai? Ba mẹ. Rất là tốt. Còn em? Em tên là Brandon, tên tiếng Việt là Long. Em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang làm nhân viên văn phòng. Đang ở chung với gia đình. Cũng ở chung với gia đình luôn? Ồ, mình qua đây được bao lâu rồi? Em qua đây lúc 15 tuổi thì em chắc cũng được 15 năm. Chỗ ở có gần nhau không? Mình trao đổi địa chỉ thử xem. Em ở San Jose. Em ở gần, cũng gần đây, cũng 20 phút xe. Là có gần chỗ cổ không? Là khá xa chị. Khá xa. Xa là bao xa, mình có thể đi đường bộ thì bao lâu mình sẽ tới được nhau? Nếu đi xe bus đường dài á, thì đi từ 8 giờ sáng tới 3 giờ chiều. Wow, tới rồi. Máy bay thì 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng. Mình mà bấm nút hẹn hò với nhau thì em nghĩ là bao nhiêu lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ 2 năm hoặc là 3 năm. Dài quá vậy, ở xa mà yêu nhau lâu quá vậy. Em nghĩ bao lâu thì em có thể gặp cô ấy được một lần nếu chúng ta hẹn hò với nhau? Cô ở San Jose thì em nghĩ cả chừng một tháng có thể gặp được đến 2 lần, 2 đến 3 lần. Dữ vậy? Quen nhau thì mình cũng phải cho cơ hội tìm hiểu nhau chứ chị. Nhưng mà em nghĩ tìm hiểu bao lâu thì tiến tới hôn nhân được? Cái đó tùy vào mức độ của bạn gái, nhưng mà em nghĩ thì cả chừng 1 năm đổ lại là bắt đầu mình có thể suy nghĩ tới chuyện chị cũng rồi. Nghĩ là 1 năm đổ lại là mình phải tính tới chuyện đường dài rồi, chứ 2-3 năm lâu lắm, nhất là con gái quen chi cho lâu trời, tuổi xuân ngắn ngủi lắm, về ở chung vợ chồng sống chung vui lắm em. Cái đó thì em chưa biết. Chưa biết thì khi yêu nhau em sẽ biết nha. Rồi bây giờ hai bạn có thể giới thiệu một chút xíu về những cái ưu điểm khuyết điểm của mình, mời em. Em nghĩ là em rất là hiểu rõ về bản thân mình. Em rất là thích hát, em rất thích những cái về nghệ thuật. Em thích làm thiệp, em cũng thích thử những cái mới nữa. Không biết trong tình yêu cô ấy có thích những cái mới hoài không? Thích cái mới hoài chắc chết quá. Hay em nghe tới đây hoang mang quá ha. Không, bạn những cái gì bạn gái nói em cũng có một phần giống như bạn gái. Ồ vậy luôn hả? Em rất là thích học những thứ mới. Đến đây thì hai bạn này đã bắt đầu có những cái sở thích giống nhau. Cái đó là ưu điểm hả? Còn khuyết điểm? Em không có phải là người gọn gàng ngăn nắp đâu, em rất là lộn xộn. Wow, thế thì hàng ngày trong cuộc sống ai là người dọn dẹp cho em? Mẹ em. Đó. Tất nhiên sẽ có, nhưng mà dù có dọn cũng không có phải là kỹ lưỡng quá ngăn nắp như vậy. Khuyết điểm của em là gì? Khuyết điểm của em hả chị? Em mù đường. Chứ lại em không, cái đó không biết là khuyết điểm hay là ưu điểm, nhưng mà em khá đúng giờ. Không thích giờ giao thông. Đúng rồi. Thích đúng giờ. Đúng giờ. Hôm nay em chờ đợi bao lâu? Hôm nay em dậy lúc chắc cũng 6-7 giờ sáng. Tại vì em nôn nóng quá, đâu ai hẹn em 6-7 giờ sáng đâu. Đúng rồi, chị Trinh không hẹn. Đúng không? Tình trường, em trải qua mấy mối tình rồi? Em có một mối tình, đó là yêu xa lúc ở Việt Nam á, chưa tới 1 năm. Em đặt cái mục tiêu ước mơ của mình là trên hết. Như là em muốn thực sự tìm hiểu được là mình thích cái gì, mình muốn cái gì và tương lai mình muốn cái gì. Bởi vậy là em không hề nghĩ tới chuyện tình yêu. Rồi bây giờ em nghĩ tới chưa? Bây giờ thì mẹ nói em tới đăng ký thì em đăng ký ở đây. Nhưng mà em đã thật sự muốn, em có thật sự khao khát mong muốn có một tình yêu để tiến tới hôn nhân chưa?
Em nghĩ là bây giờ bắt đầu tìm hiểu được rồi. Một mình có khi nào em cảm thấy cô đơn, có nào em cảm thấy buồn không? Có khi nào trong cuộc sống em thấy không như vậy không? Thực sự thì em, nếu như mà có thì em cũng có đi chơi với bạn hay là đi tìm gì mới đó. Vì vậy em cũng ít khi nào thấy như vậy. Cô này cũng hơi khá căng đó nha. Một cái đặc điểm của em là em rất thích nói thẳng. Đúng. Em rất ghét cái nói dối, lừa dối. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Tình trường của em hả chị? Em có khoảng 3 mối tình. Có một mối tình thì khá dài, còn 2 mối tình thì hơi ngắn. Mối tình dài nhất đó là bao lâu? 3 đến 4 năm. Lý do tại sao chia tay? Ở đây hay là ở Việt Nam? Ở đây. Dạ, thì lúc đó em còn trẻ thì suy nghĩ nó khác, nhưng mà lúc mình lớn lên thì suy nghĩ mình đã thay đổi, thì tất nhiên cái hướng đi của hai đứa nó còn khác nhau chút xíu. Sau này em có thêm một mối tình nữa, nhưng mà khoảng cách hơi bị xa, không có tiến tới được. Xa cỡ bây giờ cũng không? Khoảng cách rất là xa. cái kia xa lắm em ơi. Cái này xa nhưng vẫn có thể với tới được đúng không? Cái này xa vẫn còn manageable, ta hướng tới được. Ok, mẫu người lý tưởng của em muốn là như thế nào? Em rất thích người rộng lượng, thoải mái, người tử tế, người có thể học điều mới giống như em. Như là em cũng có học về stage makeup, là trang điểm sân khấu. Em có học diễn. Đôi lúc em cũng muốn là làm cái gì sáng tạo một chút xíu, khác người một chút. Bởi vậy là người đó phải ủng hộ em. Cái là ủng hộ cái đam mê, sở thích, cái công việc dạ, của đúng em. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Về ngoại hình. Ngoại hình thì em không muốn là cao 1m7 trở lên. Hình đúng không? Ok, em cao 1m mấy? Em 1.65 chị. 1.65. Thiếu 5 phân nữa không cưng? Được cái thành thật. Trời ơi. Rồi, điều gì em không thích ở người bạn trai? Không thích tóc dài, không thích hút thuốc, không thích bụng bự, không thích quá kiểm soát người khác. Biết hút thuốc không? Không. Em nghĩ em có hay kiểm soát người khác không? Em nghĩ lúc mà quen nhau quan trọng là tin tưởng lẫn nhau. Ngoại trừ người ta làm cho gì mình cái gì đó mình thấy khó chịu thì mình mới hỏi, còn không thì em tự do đúng không? Còn gì nữa? Không thích gì nữa không? Không thích nói xạo. Không thích nói xạo. Nói xạo hay không bây giờ chị Tường cũng không biết được. Cái đó em phải tự kiểm chứng. Chị Tường cũng không biết được. Ok, nhưng mà chị thấy những điều em không thích là anh này ok đó, không có bị dính cái nào đâu, được hết á. Về cơ bản bên ngoài tổng thể là ok đó. Rồi, để chị coi thử coi. Em có thể tìm thấy anh ấy. Trời ơi, khó quá. Đây. Trong 4 anh chàng này, em phải tự cảm nhận xem bằng giác quan của người phụ nữ, ai là chàng trai đang ngồi đối diện trước mặt em. Anh cũng thích đi tập thể dục thường. Tập thể dục thường. Anh có thích để râu không? Không có để râu em. Có chưa? Rồi. Đâu? Em đoán anh này. Ồ, rồi em cứ giữ nguyên nó đi nha. Chút xíu nữa mở hình ra để em cho mọi người biết em đoán trúng hay đoán trật. Còn em, mẫu người bạn gái lý tưởng của em muốn tìm là người như thế nào? Có nụ cười đẹp. Uh-huh. Tính tình ôn hòa, da trắng được thì càng tốt, nhưng mà cho không quan trọng lắm. Uh-huh. Em da đen thui luôn á. Đen mà còn thui luôn á hả? Thui luôn á. Đùi đen thui như là bé thui vậy đó. Thật sự thì ngoại hình cũng không quan trọng lắm, nhưng mà nhiều khi mình phải quen biết tính lẫn nhau. Uh-huh. Mình thấy hợp tính được thì mới. Điều gì em không thích ở người phụ nữ? Em không thích bị cằn nhằn lắm. Em không có cái đó. Không có cái đó. Em rất là thoải mái và đơn giản. Ok, tiện nghe anh chị cái gì vậy thôi phải không? Đơn giản vậy phải không? Em có hình lại cho anh đoán không em? Mình phải làm khó anh lại. Trời ơi, tôi nhìn tôi còn không đoán ra được nữa. 80 phụ nữ áo đen này, ai là cô gái ấy? Em để tóc dài. Tóc dài, 8 cô nào cũng dài hết. Tiếp tục. Em có mang mắt kiến không em? Không, em không bị cận. Để em chỉ đại đi hả? Ai đâu? Cô này. Wow, rồi hãy giữ đó đi các bạn. Hãy giữ, và sau khi Tường mở cửa trái tim ra, các bạn hãy nói cho mọi người biết các bạn đã đoán đúng hay đoán sai nha. Bây giờ Tường sẽ cho các bạn ấy trực tiếp trò chuyện với nhau. Tường sẽ mở cánh cửa trái tim này ra, hai bạn sẽ có ít phút trò chuyện trực tiếp với nhau. Tường sẽ ra bên ngoài để cho hai bạn cảm thấy tự nhiên hơn. Hãy làm những điều gì mà mình muốn làm nha. Hãy thể hiện, hãy hỏi, đặt những câu hỏi. Nhớ là đối với chương trình này là chúng ta phải thẳng thắn và thành thật nha. Tìm hiểu thật kỹ trước khi chị Tường quay lại, chúng ta sẽ đưa ra quyết định của mình. Rồi, xin mời hai bạn. Chúc các bạn có một cuộc trò chuyện thật là vui vẻ. Cảm ơn anh. Em cũng có cái thiệp làm để tặng anh. Ok, cảm ơn anh. Có cần phải mở ra bây giờ không hả? Anh có thể mở ra coi, tại vì cái thiệp đó là cho anh mà. Ok.
Em sáng sớm dậy đi qua, mấy giờ em chạy tới đây? Em bay tới đây. Bay tới đây hả? Dạ, 4 giờ sáng. Wow, dậy hơi sớm rồi, có mệt không? Cũng khá mệt. Anh là cái người nào trong này? Anh áo trắng. Anh áo trắng hả? Em đón người nào? Cái người này. Anh trẻ. Anh đón là người này. Cổ là người Hàn đó. Wow. Cái đó là hình em hát ở trong choir ở trường San Jose State University. Em rất là thích hát. Okay. Em hát tiếng gì hay tiếng Anh? Tiếng Anh là em hát soprano ở hát nhạc classical music đó. Còn tiếng Việt thì hát nhạc xưa. Xưa hả? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em có về Việt Nam lần nào chơi chưa? Cuối năm 2017. Anh cũng mới về lần đầu năm trước. Cũng vui. Quê em ở đâu? Em ở Vũng Tàu. Anh quê nhà chị. Em có anh chị em gì không? Có ba em gái nữa. Em chị cả hay là chị? Đúng rồi, chị cả. Anh thì một chị gái. Bây giờ anh ở riêng hay là sao? Anh thì ở chung với gia đình. Không biết tại sao anh thấy sống chung với gia đình ấm áp hơn. Lấy vợ rồi anh cũng sống chung với gia đình hả? Anh thì muốn ở chung với gia đình một chút xíu. Gần với gia đình. Em nghĩ là ở gần thì tốt. Nhưng mà không ở chung. Bây giờ mục tiêu của anh là gì? Anh có rất là nhiều mục tiêu, nhưng mà mục tiêu của anh là thử những thứ nào mình thử được mình sẽ thử. Mình thích đi du lịch. Thật sự mà nói sau này là muốn mở ra một cái gì đó mình làm thử. Như là nó sẽ về cái gì? Anh chưa có biết. Bây giờ hiện tại bây giờ anh rất là hứng thú về điều đó. Nhiều khi mình có những cái tài năng khác thì mình cũng đang tìm kiếm. Khi nào mà kiếm được thì mình sẽ đi theo hướng đó. Em có bao giờ tới Cali nữa, có mà chơi chưa? Em có lên đây. Ở đây thì có nhiều cái nghệ thuật, làm nghệ thuật hơn là miền Bắc California. Anh nói thật là anh chưa bao giờ tới San Jose chơi thử hết á. San Jose thì em nghĩ là nó nhỏ hơn, nó bình yên hơn. Thường thường em thích coi phim gì? Hả? Thường thường em thích coi phim gì? Ai giờ thời không gian... Không coi phim nhiều lắm. Thời gian cá nhân đã hết rồi, phải có chị Tường ngồi đây mới được. Nãy giờ chia sẻ nhiều chưa? Hiểu cũng nhau được phần nào chưa? Dạ cũng một phần nào. Quan điểm về tình yêu của em là gì? Chân thành. Còn em? Em cũng vậy, chân thành, hỗ trợ nhau. À, bây giờ chị Tường có thêm một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn để hai bạn có cơ hội được biết về nhau nhiều hơn một xíu nữa. Đây là những cái tấm bài, trong này nó có những cái nội dung. Khi chúng ta bóc được cái yêu cầu nào thì chúng ta được quyền yêu cầu đối phương thực hiện cái điều ở trong này. Ok không? Ok. Rồi, mời em gái. Để đọc lớn lên yêu cầu của em cho anh ấy. Đọc yêu cầu anh ấy làm điều gì đó. Bạn hãy hôn tay người đối diện và bạn cảm thấy như thế nào? Ồ, vậy là em hôn cô tay cổ hay đúng, là cô hôn tay em? Cái này có em yêu cầu anh em phải hôn tay. Đâu có, anh em đưa tay của em cho anh hôn rồi anh sẽ phát biểu là cái tay em có mùi gì. Đọc lại cho anh nghe, đọc lớn lên anh hãy gì đó. Bạn hãy hôn tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Vậy em muốn sao? Em muốn em hôn ảnh hay em muốn ảnh hôn em? Cái đó anh cho em chọn đó. Cho em chọn đó. Anh sẽ hôn tay của em. Rồi, thế này em đứng lên mình. Ta lòn qua trái tim đi, đưa lên đâu chứ tút ở trên vậy. Chậm quá, nhanh quá, chậm lại. Đặt lại, chậm lại mới cảm nhận được chứ. Đưa tay vào hai bạn ơi. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tay có hơi lạnh chút xíu. Ngoài cái lạnh ra không cảm nhận được gì khác nữa à? Cũng có chút xíu. Có chút xíu, ok. Rồi, còn em. Đọc đi. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất khi nào? Biểu hiện đáng yêu nhất hả? Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất. Em nghĩ em làm gì là đáng yêu đấy, em làm cho anh coi. Cái này thả tim rồi. Phải pô lại, chậm lại để có thể camera có thể ghi được những khoảnh khắc đó. 2, 3. Để chụp hình cái đã, thế không? Ví dụ gì chị? Chụp hình đó. Ví dụ chụp hình phải giữ lại chứ. Đúng rồi, em chụp đi. Rồi, em làm đi. 1, giữ lại 3 giây. 1, 2, 3, bắt đầu. 1, 2, 3. Ok, được không? Đáng yêu không? Đáng yêu. Ok, vậy là xong rồi ha. Rồi, thêm một cơ hội nữa dành cho hai bạn. Trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không, chia sẻ thông tin rồi, cũng hiểu được nguyện vọng của nhau rồi. Bây giờ chúng ta tuy rằng nói chuyện với nhau cũng không có quá dài, nhưng mà Tường nghĩ cũng đủ để chúng ta cảm nhận được về đối phương. Cũng đủ để chúng ta tự kiểm tra được, kiểm soát được
trong lòng mình hiện giờ đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì. Dành cho các bạn 30 giây nữa, mọi người hãy nói với nhau một câu thôi. Điều gì đó mà bạn muốn nói với đôi cho đối phương nghe ngay lúc này. Mời hai bạn, muốn nói gì cũng được, thật lòng. Mời bạn lên đây chứ. Giống như trong tấm thiệp em ghi cho anh đó, đó là dù em có phải là người cuối cùng đối với anh hay không thì em luôn chúc anh sẽ có một tình yêu ngọt ngào và hoàn mỹ nhất. Cảm nhận của em như thế nào? Em muốn gì? Em nghĩ gì? Em nghĩ mình đến với nhau là một cái cơ hội, có một cái duyên. Hai đứa nên cho nhau một cơ hội là thật. Nhưng em phải như thế nào thì cô ấy mới cho cơ hội chứ? Em phải nói một điều gì đó, cảm nhận của em ngay lúc này như thế nào? Hay là em có một cái lời hứa hẹn gì không? Nếu như cô bấm nút với em thì em sẽ làm được điều gì đó cho cô. Ví dụ vậy. Mình là thanh niên mà, đàn ông mà. Em nghĩ bất cứ em quen ai thì em cũng không muốn để cho người ta buồn. Cái đó là em hãy nói với cô ấy, không phải nói với chị. Ok. Thì bất kỳ ai quen ai cũng không muốn để người ta buồn. Thì là cầu anh hứa gì thôi. Ngắn gọn, không biết em có cảm nhận được hay không. Đó là cái cơ hội cuối chị dành cho hai bạn rồi. Bây giờ hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Sau khi chị Tường đếm 3 tiếng thì hai bạn hãy đưa ra quyết định của mình. Một quyết định thành thật nhất với bản thân, thành thật nhất với bản thân mình, cũng có nghĩa là tôn trọng đối phương. Thích, rung động, có cảm xúc mới bấm nút. Không có rung động, không bấm nút. Rất là nhiều người đang theo dõi chương trình. Đang gia đình của bạn cũng có, hai bạn cũng có theo dõi. Chúng ta phải thành thật. Bấm nút là cho nhau cơ hội, trao duyên cho nhau để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân các bạn nhé. Hai bạn hãy nhắm mắt lại. Lắng nghe nhịp đập trái tim của mình, cảm nhận trong lòng mình một lần nữa nhé. 1 2 3. Ok. Lý do tại sao bạn nữ lại không bấm nút? Giống như chị nói hồi nãy là cảm thấy có cảm giác với người đối diện thì mình mới bấm. Nhưng mà em không có thấy đủ cảm xúc để mà bấm như vậy thôi. Bạn trai buồn không? Dạ không, tại vì em nghĩ tình cảm với nhau người ta mà cô ấy rất là thật lòng, thẳng thắn. Em rất là cảm ơn người đó. Mặc dù là chị Tường hôm nay đã không làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng mà đó là luật chơi của chương trình. Chúng ta phải thẳng thắn như vậy mới là tôn trọng đối phương. Cô ấy không bấm thì có thể là có nhiều cô gái khác đang theo dõi chương trình sẽ dành cơ hội cho bạn. Chứ nếu bây giờ cũng có nhiều anh chàng khác đang theo dõi chương trình, biết đâu sẽ gửi lời muốn làm bạn, muốn kết bạn với em. Chứ nếu chúng ta bấm mà chúng ta không kết nối được với nhau thì nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi, cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng lên. Thật là buồn, thật là đáng tiếc. Bà Mai hôm nay là không có hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng quyết định của những người tham gia chương trình. Bởi vì họ đến với chương trình để mong muốn thật sự tìm được một nửa yêu thương của mình. Ngày hôm nay có thể duyên chưa đến với các bạn, nhưng mà các bạn đừng lo. Biết đâu là một ngày gần đây các bạn sẽ tìm thấy được một nửa của mình ha, đang còn ở đâu đó. Mọi người ơi, mọi người mà nếu như có ai có muốn kết nối với hai bạn đứng cạnh tôi thì cũng có thể liên lạc với chương trình, hoặc cũng có thể trực tiếp kết nối với hai bạn này quý vị nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều, và thay mặt chương trình chị Tường xin chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn chị. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn em. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Chương trình được phát sóng hàng ngày trưa hàng ngày trên kênh YouTube của MCV Media. Mọi người hãy đón xem và nhấn subscribe ủng hộ kênh quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và quan tâm chương trình. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tương lai mình là như thế nào? Dạ, muốn thì lý tưởng của em thì không cần quá là xuất sắc, nhưng mà đừng có gầy quá. Em cảm giác là béo quá giống như kiểu đi không bảo vệ được mình á. Cao trên 1m70 là được. Em cao 68, 1m68. Em muốn bạn gái cao cỡ nhiêu? 1m70. Cái gì vậy? Mình 1m68 mà muốn bạn gái cao 1m70? Em thích cái kiểu đấy. Gu này lạ nha quý vị. Hôm nay rất là trùng hợp ha, vì tất cả bốn bạn của chúng ta người nào cũng có 3 mối tình hết trơn. Biết sao nay nó trùng hợp nhiều cái quá luôn à. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản
kết đôi như ý. Chương trình với sự tài trợ của bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, đã tài trợ chính cho chương trình. Và ngày hôm nay thì có một mình tôi thôi à, tôi sẽ làm một cái trách nhiệm mai mối cho 4 nhân vật xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta vẫn có 2 chàng trai, một xanh một đỏ, 2 cô gái, một đỏ một xanh. Bây giờ thì xin mời kỹ thuật cho chị Tường kết nối với bạn nam đầu tiên ở ô màu xanh. Hello, chào bạn trai. Dạ vâng, em chào chị Cát Tường ạ. Đợi nha, chị sẽ kết nối với những bạn còn lại luôn rồi mình mới bắt đầu câu chuyện nha. Và bây giờ thì cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô màu xanh luôn ạ. Chào em gái. Hello, em chào chị ạ. Chúng ta sẽ đến với chàng trai ở ô màu đỏ. Em chào chị Cát Tường ạ. Rồi, chào em. Chào chị Cát Tường ạ. Và bây giờ nhân vật cuối cùng đó chính là bạn nữ ở ô màu đỏ. Chào chị Cát Tường và chào tất cả mọi người đang xem truyền hình ạ. Ok, chào em. Kính thưa quý vị, như vậy là bây giờ trên màn hình của chúng ta, trên sân khấu của chúng ta đã có đủ 4 nhân vật ngày hôm nay. Một cặp màu xanh và một cặp màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nhân vật một quý vị nha. Trước tiên cho Cát Tường xin được kết nối với bạn nam ở ô cửa màu xanh. Xin mời quý vị chúng ta cùng nhau theo dõi một đoạn clip giới thiệu về anh chàng ấy. Các bạn ấy chỉ được nghe thôi chứ các bạn ấy không có thấy được hình nhau đâu nha. Chỉ có Cát Tường với quý vị khán giả là mình được xem thôi. Em là Vương Sĩ Mạnh, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em vẫn đang còn độc thân. Công việc của em hiện tại là làm nhân viên văn phòng. Em thì đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Đây là khuôn viên nhà mình nhé. Nhà mình thì có 4 tầng. Đây là phòng bếp nhà mình luôn. Phòng bếp, phòng nấu ăn nhà mình luôn. Thì nó có hơi bừa bộn một chút. Cái phòng ngủ của mình thì nó ở trên tầng 3. Đây là cái phòng ngủ của mình. Trước đây thì mình có đi Nhật Bản ấy. Mình decor cái phòng thì nó mang xu hướng Nhật Bản một chút. Cái giường ngủ của mình thì không có cái giường, mà là mình ngủ tận đất luôn. 4 năm ở bên Nhật thì mình cũng quen, thì mình không thích ngủ giường. Rất là nhiều cây ăn quả đó, cây hồng xiêm này, chuối này, bưởi này, nhãn này, xoài này. Không gian quá đẹp, quá thiên nhiên. À, dưới nhà mình thì khá là rộng, đằng bên này cũng là đất của nhà mình hết. Từ cái điểm tay mình chỉ ở đây này, đấy, kéo dài hết đất nhà mình. Cái này thì mình cũng không biết là khoảng bao nhiêu mét vuông. Nói chung là về sau thì chắc là cũng là của anh em mình thôi. Mình đi Nhật là đi du học hả em hay đi làm? Dạ vâng ạ, thì em học xong cấp 3 thì em sang du học bên đấy ạ. Rồi học xong tại sao mình không có tìm được công việc ở bên đó hả em, rồi mình về lại hả em? Vì là em không có học đại học ấy, bằng đại học ấy thì mình có thể chuyển đổi cái từ mình đi học mình chuyển đổi sang cái công việc mình làm bên đấy được ạ. Thì em không chuyển đổi vì là không có bằng cấp đại học ấy, thì em mới về ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt John 2 trong 1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một. Trong mùa dịch bệnh này thì công việc của em như thế nào? Hiện tại thì em đang ở nhà thôi ạ. Em mới về nước được một thời gian ấy, thì hiện tại thì em vừa song song vừa đi làm và em còn học thêm tiếng Hàn nữa. Thì em muốn sang bên đấy làm việc một thời gian ạ. Hiện tại thì do tình hình dịch bệnh này thì em đang bị hoãn đấy. Công nhận ha, các bạn trẻ bây giờ có ý chí thiệt. Đi Nhật về xong bây giờ lại tiếp tục như Hàn nữa. Rồi, ok, cảm ơn em. Đó là một vài những cái thông tin sơ bộ của chàng Mạnh nhé. Mấy em nghe rõ nha. Vừa rồi là chúng ta nghe những chia sẻ của bạn Mạnh. Bạn Mạnh đang ngồi ở ô cửa màu xanh nè. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái đoạn video clip giới thiệu về cô gái đang ở vị trí màu xanh luôn. Xin chào mọi người. Thì em tên là Trần Thị Hiếu Kiêng, năm nay em 22 tuổi, mọi người thường hay gọi em với nickname là Rùa. Em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, ngành sư phạm âm nhạc. Em thì có điểm mạnh là đó chính là hát, và đánh đàn thì cũng biết một chút, và nấu ăn. Còn điểm yếu của em thì hơi hậu đậu, với cả hơi hay quên chút. Mẫu bạn trai mà em mong muốn thì cũng không cần phải quá là giỏi giang hay là đẹp trai thật là nhiều, nhưng mà em chỉ mong rằng là
có một người có thể thấu hiểu mình, có thể lắng nghe những lời mình nói, có thể biết thay đổi nếu mà bản thân mắc phải sai lầm. Trời ơi, dễ thương quá. Mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Dạ, em thì vẫn đang đi học, còn việc làm thêm thì em làm livestream. Một ngày của em trong cái mùa dịch này là như thế nào? Em kể sơ lược cho chị Từ nghe với. Dạ, thì em cũng chỉ ở nhà rồi livestream rồi tập thể dục thôi chị ạ. À, có livestream, có tập thể dục. Đúng rồi quý vị, tập thể dục rất là tốt cho sức khỏe để mình nâng cao cái sức đề kháng cho bản thân mình để có thể vượt qua dịch bệnh quý vị nha. Hiện tại là em đang sống ở đâu? Hình như là cũng ở ngoài Hà Nội luôn phải không? Dạ không ạ, em là đang học và sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cụ thể cái trường mình đang học là trường gì á em? Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Quê mình là cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả Kiên? Em ở Quảng Ninh ạ. Em thì vào Sài Gòn một mình. Chúng ta đã có được một cặp đôi ở vị trí màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với chàng trai ở ô cửa màu đỏ. Em tên là Nguyễn Hà, nhà em ở tận Hà Thành không xa, công việc không gì là lạ, phụ bếp khách sạn và tư vấn viên tài lẻ thì có cách liền, chỉ có một ít thì điền mà luôn. Thứ nhất thích giải mã nguồn, thứ hai là buồn và ngồi hát ca, thứ ba lại thích chơi xa, thứ tư thì thích nấu ba bữa liền, thứ năm thì nghiền tập võ, lớn giờ thì nghiền tập gym, thứ sáu thích chìm trong tim một tình yêu đẹp không kìm được ngay, mong ngóng chân trình đến mau, tìm hộ cô gái làm nhau cười hoài. Đây là phòng bếp mà dân biết nhỉ, nghiêm nà lại có đầy đủ các thứ. Đây là chiếc xe tập hàng ngày của em. Là máy tập tạ tập gym. Ngày nào cũng phải cố gắng tập trong 2 tiếng. Không gian phòng em không có gì cầu kỳ, chỉ có chiếc giường, bàn và phòng tập. Dạ vâng, xin hết. Xin hết. Chào em trai. Hồi nãy em giới thiệu mình là tên gì? Chị nghe chưa có rõ. Tên Hà đúng không? Em tên là Hà. Trong cái đoạn giới thiệu của em đó, cơ mục số 2, chị nghe cái gì mà có giải mã nguồn, là giải mã nguồn gì? Là em hay xem phim hình sự của Hồng Kông ấy. Em thích đi giải mã để tìm ra kẻ trộm trước khi mà có phim ấy. Trời đất ơi, tôi tưởng ổng làm gì về điện, về đồ. Nhưng mà giỏi nha. Trong mùa dịch này mà một ngày mà 2 tiếng đồng hồ tập thể dục ở trong nhà luôn là quá ok. Mình có khuyết điểm gì không nè? Khuyết điểm của em thì là không ngồi một yên. Được. Em cũng hơi lợi sợ một tí. Rồi mùa dịch này thì sao? Công việc của em như thế nào? Trong mùa dịch này của em thì em chỉ làm ở khách sạn thôi. Em nấu nướng thôi. Bất động sản của em thì không ra ngoài đường được. Thông ra là cũng tạm ngừng. Mà em làm ở khách sạn là em làm khâu nào? Em làm phụ bếp. Rồi sau này về nhà có sẵn sàng hỗ trợ vợ trong chuyện bếp núc không? Có nấu những món ăn ngon cho vợ con mình ăn không? Em nghĩ là sau này em làm chính hay về bếp phụ. Trong khách sạn thì mình làm bếp phụ ha. Còn về nhà mình là mình làm bếp chính ha. Ủa vậy rồi vợ mình làm gì? Cô ấy sẽ làm chỗ khác, ăn con hoặc là rửa bát rồi. Hoặc là có khi chỉ chơi thôi. Nhớ nha, cái này em nói nha Hà. Vợ mình là chỉ chơi thôi là em nói nha. Chị Từ làm chứng nha. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 29 tuổi. Hà là đang sống ở Hà Nội luôn và mình là người gốc Hà Nội luôn hay sao? Em là người gốc Hà Nội, em cũng có quê ở Hà Tây. Mình đang ở trong nhà là nhà ở với ai vậy? Em ở nhà với mẹ em, nhà riêng mẹ của em con. Luôn. Ủa vậy thì ba đâu? Bố em thì mất rồi. Có hai mẹ con thôi hả? Em chỉ cần cô dâu là em người thứ ba luôn. À, giờ cần cô dâu thôi đúng không? Em có anh chị em gì không á? Em chỉ có một mình em. Để xem hôm nay coi là các cô gái của chúng tôi có sẵn sàng làm dâu hay không nhé. Chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Và bây giờ cuối cùng là bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Xin chào tất cả mọi người. Em xin được tự giới thiệu, em là Anh Thơ. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em người Hà Tĩnh nhá. Và sau đây thì xin được gửi đến mọi người một vài câu hát. Theo em về Hà Tĩnh đi anh, tuy có xa chứ anh sẽ nhớ. Nghe mênh mang thiên cầu mềm sóng vỗ, giang tay chào cửa sổ reo vui. Đi bên nhau ra xuân thành xuân hài xuân sao. Trời ơi, mấy chàng trai tôi có nghe giọng hát không? Hát hay quá. Hát hay quá, ngọt liệm luôn. Là em đang sống một mình ạ. Em hiện đang theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ạ. Thơ giới thiệu một xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè Thơ nè? Điểm mạnh của em thì em là một cô gái quyết tính, hòa đồng, có thể hát và rất là thích nấu ăn ạ. Còn điểm yếu của em thì chắc là em hay ngủ nướng, với cả là hơi khó tính một chút.
khó tính là như thế nào? Thực ra thì cũng thi thoảng thôi ạ, trong một vài vấn đề gì đấy ạ. Trong mùa dịch này thì công việc của em như thế nào? Thực ra thì công việc của em thì đi diễn thì bị gián đoạn tầm 2 tháng nay rồi. Công việc chính của em là livestream trên những app. Cả ngày của em thì ở nhà nấu ăn, tập thể dục và livestream ạ. Nó nghe nè hai chàng trai, mình cố gắng nha, mình lắng nghe để mà mình phân tích. Với lại là mình phải coi chừng lộn giữa hai cô gái, nó có rất là nhiều điểm giống nhau. Hôm nay làm như trùng hợp nha. Tự nhiên chương trình chọn cho chúng ta hai cô gái đều là đang học và đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, đều là âm nhạc. Một cô thì ở thành phố Hồ Chí Minh, một cô thì ở Hà Nội. Cho nên hai chàng trai của chúng tôi, anh Mạnh và anh Hà, hãy cố gắng nha. Phải cố gắng thể hiện bản thân chứ, hai cô gái của tôi hôm nay rất là tuyệt vời. Nói vậy cho mấy anh tò mò chơi, mấy anh chưa thấy gì hết trơn á. Bây giờ chị sẽ ưu tiên hỏi cặp đôi màu đỏ trước nha. Hà đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì em trải qua 3 mối tình rồi. Những cái mối tình đấy thì phần lớn là em yêu nhiều hơn là bạn yêu. Cụ thể nó như thế nào? Cái mối tình đầu của em nó kéo dài được bao lâu? Rồi lý do tại sao mình lại chia tay? Cái mối tình đầu của em là hồi lớp 6, kéo dài khoảng 2 năm. Đến khi mà em chuyển lớp thì bạn ấy bắt đầu yêu một bạn. Tuổi học trò ngây ngô. Bao giờ em không có chuyển qua lớp khác thì chị nghĩ cũng chia tay chứ, làm sao mà từ lớp 6 mà tới luôn giờ được. Mối tình thứ hai? Mà mối tình thứ hai của em thì mới đây thôi. Cũng yêu một cô gái trên upline đấy, nhưng mà có vẻ là tò mò. Có vẻ là tò mò. Đâm ra là em cũng bỏ sớm. Bỏ là sao? Bạn ấy bảo em hơi nhiều tiền, đâm ra là em nhắn tin chia tay thì bạn ấy lật mặt luôn. Bảo em hơi nhiều tiền, vậy là em cũng có để cho người ta bào phải không? Bào một hồi rồi mới biết mình đang bị bào rồi mới ngưng đúng không? Vâng, em cũng tỉnh, may mà tỉnh sớm. Cái nghề cô ấy là làm hát hò ấy, thì em kiểu như là bị thu hút bởi cái giọng hát của cô ấy. Chết rồi, bữa nay hai cô gái của tôi cũng đều hát hay nha. Nhưng mà đừng có mà đạp vỏ dưa mà thấy vỏ dừa cũng sợ nha. Mỗi người mỗi khác nhau nha. Vâng. Rồi mối tình thứ ba thì sao nè? Mối tình thứ ba của em thì là cũng mới gần đây. Em cũng dẫn đi ăn, đi uống, nhưng mà chắc là em hơi vội vã quá, đâm ra là bạn ấy không thích nữa. Bạn ấy sợ đây là bạn ấy nhắn tin chia tay luôn. Ủa em làm gì cổ mà cổ sợ? Em hơi vội vàng. Yêu thì yêu nên từ từ thôi, mình hơi đâm sầm vào người ta quá. Mình cũng phải rút kinh nghiệm ha. Dục tốc là bất đạt. Và em muốn lập gia đình chưa? Bây giờ nếu mà một cái mối tình nữa thì em mong muốn là tìm hiểu bao lâu thì mình sẽ lập gia đình? Hợp tình hợp lý thì tìm hiểu tầm khoảng 2 năm là cưới luôn được. Ok. Có làm dâu không hay là hai vợ chồng ở riêng? Sẽ làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. Mong muốn em muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào? Em thì chỉ cần một cô gái cao hơn em một chút cũng được, hoặc không thì nhỏ nhỏ một tí bằng chiều cao của em, dịu dàng. Em ít cao là em cao 68, mét 68. Rồi em muốn bạn gái cao cỡ nhiều? Mét 70. Cái gì vậy? Mình mét 68 mà muốn bạn gái cao mét 70. Rồi người ta đi, người ta mang đôi giày lên 5 phân thành mét 75. Mà con gái nó còn cao lém nữa, trong khi em mét 68 mà em lùn hơn ta sao? Em thích cái kiểu đấy. Gu này lạ nha, gu này lạ nha quý vị. Bây giờ chị sẽ hỏi luôn anh Thơ đang ở vị trí màu đỏ luôn. Thơ ơi, không biết là nghe cái tiêu chí chọn vợ của anh Hà thì em có suy nghĩ gì không? Em cũng có suy nghĩ một chút ạ. Anh cũng khá thẳng tính, chia sẻ cũng rất là kỹ. Em cảm giác là anh đang hơi nghĩ cho bản thân đó. Em cũng giống anh thì em cũng trải qua 3 mối tình. Mối tình thứ nhất của em lúc em học lớp 8, mối tình này dừng lại chỉ đơn giản là vì em lúc đấy em hơi chạy bảng học hành tí. Bạn nam thì bạn quyết định là sẽ chuyển ra một trường khác học để em có thể chuyên tâm hơn, thì lúc đấy thì hai người chia tay nhau. Mối tình thứ hai của em thì cũng là lúc mà em vừa ra ngoài đại học. Mối tình đấy cũng kéo dài hơn 2 năm ạ. Chắc là do em yêu quá nhiều nên người ta nghĩ là em luôn ở đấy, dẫn đến cái kiểu là không trân trọng em. Còn mối tình thứ ba thì chắc cách đây khoảng nửa năm ạ, cũng được khoảng 2 tháng thôi, thì em cảm thấy là không hợp rồi, chia tay trong im lặng ạ. Em mong muốn một người yêu thương mình, dành tình cảm chân thật cho mình, bao dung hiểu cho nhau. Bởi vì ngành nghề của em thì em là người theo nghệ thuật, công việc của em thì có thể là đi diễn rồi đi sớm về khuya ấy ạ. Cũng mong muốn một người thông cảm và thấu hiểu cho em và yêu thương em, yêu thương gia đình em. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cao hơn em,
Em thì cũng bé nhỏ thôi, em cao 1m52 thôi ạ. Nhưng mà em không thích người nói nhiều. Có điều gì mà em ghét nhất ở người đàn ông nữa ngoài cái chuyện nói nhiều ra? Có lẽ là một người quá gia trưởng ạ. Rồi, cảm ơn em, đó là những chia sẻ của anh Thơ nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với các bạn đang ở ô cửa màu xanh. Tình trường của Kiên như thế nào nè? Em cũng trải qua 3 mối tình, cũng là một... Trời ơi, sao bữa nay ai qua mối tình hết trường vậy? Cũng là do em lên Sài Gòn rồi, cũng nhiều chuyện rồi không thể quen nhau được tiếp. Mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm, hai đứa cùng hoạt động nghệ thuật đó thì cũng đi hát, cũng có nhiều vấn đề xảy ra rồi người ta kiểu cắm sừng mình để theo một người khác. Lúc đó là ở Thành phố Hồ Chí Minh hả em? Dạ vâng, tụi em cũng không có công khai á, nên là khi mà người ta làm như vậy với mình cũng không biết sao, mình cũng không có cái quyền gì để nói. Nhưng mà tại sao yêu nhau mà không công khai? Tại vì người ta học thanh nhạc á, chị cũng cần phải đi show, nên là nếu mà công khai thì cũng khó cho người ta làm việc đó. Thật ra là tại chưa yêu nhau đủ thôi, chứ còn người ta yêu là người ta muốn tung tăng với người bạn gái của mình, với người yêu của mình, chứ công việc là công việc mà yêu nhau là yêu nhau. Cái đó là tại chưa yêu nhau đủ nên mới như vậy đó. Mối tình thứ ba? Dạ, mối tình thứ ba là em cũng quen bạn trai qua app làm việc của em, cũng quen được mấy tháng thì em mới phát hiện ra là người ta tặng quà cho một người con gái khác ở trên app quá là nhiều luôn, số tiền rất là nhiều. Em cãi nhau với người ta thì người ta không chịu nhận lỗi. sao giống cái câu chuyện của cái anh chàng Hàn Quốc Hà quá vậy? Em cũng như vậy, cũng bị mất tiền. Dạ vâng, nhưng mà đấy là người ta tự nguyện, tại vì người ta bảo đấy là niềm vui của người ta. Bỏ qua mấy chuyện cũ đi, và em muốn một mẫu người bạn trai, cái người chồng tương lai mình là như thế nào? Dạ, mô hình lý tưởng của em thì không cần quá là xuất sắc, nhưng mà đừng có gầy quá. Em cảm giác là béo quá giống như kiểu đi không bảo vệ được mình á. Cao trên 1m70 là được, tại vì em cũng tầm 1m, gần 1m6 ạ. Mập nó mới khó xuống, chứ còn nếu ốm ốm á, mình cho bồi dưỡng, mình tẩm bổ vô, có bạn gái, có cái hơi, mình lo cho người ta ăn uống đồ vô, cái nhắc nhở người ta ăn nhiều đồ vô là ta mập à. Tiêu chuẩn gì nữa Kiên? Tính cách thì không nên nói dối, nếu mà đã hứa với em thì hãy làm, chứ đừng có kiểu là hứa nhiều là nhiều nhưng mà không làm được gì. Cảm ơn em nha. Bây giờ còn một bạn cuối cùng thôi, đó là bạn Sĩ Mạnh ở ô cửa màu xanh. Mời bạn Nam, mời bạn Sĩ Mạnh. Dạ vâng ạ, thì em thì đã trải qua 3 tuổi ạ. Mối tình đầu tiên của em thì bắt đầu vào năm cuối năm lớp 10 và kéo dài cho tới cuối năm lớp 12 thì bọn em dừng lại. Do dừng lại của bọn em thì chắc là do tình yêu tuổi học trò ấy ạ. Đúng. Và cái mối tình thứ hai của em thì sau khi em học xong cấp 3 ấy, được 6 tháng thì em sang bên Nhật ấy. Chắc là do cái thời gian nó chênh lệch thì bọn em ít nói chuyện hơn. Thì công việc của bên em thì bọn em phải vừa học vừa làm. Còn bạn đấy ở nhà thì bạn ấy cũng đi học ấy, thì có nhiều thời gian rảnh hơn em. Cũng kéo dài được khoảng 1 năm rưỡi. Mối tình cuối cùng của em thì cũng là cái mối tình dài nhất, kéo dài khoảng độ 2 năm. Thì em quen bạn đấy ở bên Nhật. Bọn em bên nhau được khoảng 1 năm ấy. Thì em hết thời hạn visa ở bên Nhật ấy, thì em có về Việt Nam. Sau khi về Việt Nam thì bọn em vẫn quen nhau và trò chuyện, trao đổi với nhau được khoảng gần 1 năm nữa. Nhưng mà cũng có nhiều cái cuộc cãi vã xảy ra ấy. Thì bọn em quyết định là dừng lại. Bạn đó hiện tại vẫn còn sống bên Nhật hả em? Đúng rồi ạ, hiện tại thì bạn vẫn đang sống bên Nhật ạ. Hôm nay rất là trùng hợp ha, vì tất cả 4 bạn của chúng ta người nào cũng có 3 mối tình hết trơn. Biết sao nay nó trùng hợp nhiều cái quá luôn à. Mạnh mong muốn tìm một mẫu người vợ tương lai mình là người như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng của em thì chắc là hiền lành ạ, biết quan tâm, chia sẻ và không có tính trẻ con quá. Về ngoại hình mình có yêu cầu gì không nè? Em cũng không quan trọng ngoại hình ạ, cao trên 1m50 là được rồi ạ. Ok, thế thì bây giờ như vậy, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai, mở cửa trái tim để chúng ta sẽ nhìn thấy mặt nhau, rồi chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Xin mời quý vị đến với vòng 2, mở cửa trái tim. Bốn bạn đã nhìn thấy nhau chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ thì tôi muốn hỏi một chút xíu cảm xúc của các bạn ngày hôm nay nha. Hà trước nè, Hà ở là bạn trai ở vị trí ô cửa màu đỏ nha. Cảm nhận của em như thế nào khi thấy cái cô bạn gái mà chương trình tạm thời ghép đôi với bạn, đó là bạn anh Thơ? Em thấy giọng nói của bạn rất là hay, giọng nói tan chảy. Em thấy bạn gì nữa? Mặt tây. Thế còn Thơ thì sao? Cảm nhận đầu tiên của Thơ như thế nào khi nhìn thấy các bạn? Em rất là vui và cảm thấy rất là duyên cho mọi người ở đây ạ. À, anh Hà thì cũng có vẻ là trầm tính nha. Với cả là bạn nữ cũng rất là xinh đẹp, anh Nặng cũng rất là đẹp trai ạ.
Kìa Mạnh ơi, Mạnh ơi, có người khen em đẹp trai kìa. Mạnh phát biểu đi, cảm nhận cảm xúc của em lúc này như thế nào? Cảm xúc của em khi nhìn thấy hai bạn nữ thì em cảm giác hai bạn nữ khá là xinh đẹp, cute ạ. Ngoài sức mong đợi của em. Kiên, cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Em cũng cảm thấy rất là vui ạ, và thấy hai anh nói chuyện cũng vui tính và cũng rất là đẹp trai. Bây giờ chương trình sẽ đưa ra những cái chủ đề và chúng ta sẽ cùng nhau, cả bốn bạn luôn, tất cả mình sẽ cùng nhau mình thảo luận, mình đưa ra quan điểm của mình về cái chủ đề đó, được không ạ? Và chủ đề đầu tiên của ngày hôm nay đó chính là khi giận nhau, các bạn sẽ chọn cách giải quyết như thế nào? Khi giận nhau thì em sẽ giải quyết là em sẽ là người xin lỗi. Em là người xin lỗi bằng cách nào? Em hay pha trò để cho mọi người cười. Có nghĩa là bạn ấy sẽ tự chủ động là người xin lỗi trước, và đôi lúc là cũng sẽ làm pha trò để cho cái người ấy đừng có giận nữa, thì đó cũng là một cái cách. Không biết là anh Thơ em có chịu cái cách này không? Em thì chắc là khác hơn một chút ạ. Đối với em thì lúc mà giận nhau ấy ạ, thứ nhất là mình nên im lặng lúc mà cãi vã. Thứ hai là sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau sau khi đã nguôi ngoai cái cơn giận rồi. Còn thứ ba thì em nghĩ là phải nhận ra lỗi sai nếu như mình có sai và xin lỗi, nói lời xin lỗi. Còn nếu như mình không sai thì hoặc là có thể chấp nhận được thì mình bỏ qua và không nói gì nữa, không nhắc gì nữa. Còn nếu không thể chấp nhận được thì mình sẽ giải quyết một cách im lặng, có nghĩa là dễ chịu nhất có thể. À thế sao hả? Nếu bạn gái của mình giận mà im im thì em có biết là bạn ấy đang giận mình không? Im lặng quá thì em cũng hơi lo sợ. Thường im lặng là đàn ông người ta lo sợ lắm. Đàn ông cũng khó chịu lắm nha tụi em. Đàn ông á nha, mà phụ nữ mình nói nhiều á thì la trời ơi nói nhiều nhức đầu quá. Nhưng mà tới hồi phụ nữ mình im lặng á thì mấy ảnh lại nói có gì em nói đi chứ im lặng người ta sợ quá ai biết. Tức là im lặng lúc mà có nghĩa là mình không thể bỏ qua cái chuyện đấy được ý ạ. Thì mình chia tay cũng im lặng cũng được. Còn trước đấy thì mình sẽ cùng ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề ấy ạ. Còn Kim thì sao em gái? Nếu mà giận thì em muốn nói chuyện với nhau nghiêm túc, đừng có im lặng. Tại vì im lặng mình cũng không biết được là hai người đang nghĩ gì và muốn cái gì. Thế là mình cứ nói ra hết cái quan điểm của mình. Nếu mà mình cảm giác là người ta đúng thì mình sẽ xin lỗi người ta, còn nếu mà người ta sai thì người ta xin lỗi mình. Kiên có vẻ rất là lý tưởng về tình yêu ha. Anh có lỗi thì anh xin lỗi, em có lỗi thì em xin lỗi, xong giải quyết em xui. Nhưng thật ra em biết không, nhiều lúc á nó đang giận, nó đang nhiều cái cảm xúc khó tả lắm, mình không có làm được mà nó bài bản lớp lang giống như là em nghĩ vậy đâu. Sao Mạnh, mình thì sao? Theo quan điểm của em thì em cũng đồng quan điểm một số với bạn Thơ. Khi mà xảy ra cuộc cãi vã đối với hai người ấy thì ắt hẳn là sẽ có một cái lý do nhất định. Trước tiên ấy thì mình im lặng ở đây thì không phải là im lặng mãi, im lặng dài, vì mình sẽ im lặng khoảng thời gian rất là ngắn thì mình suy nghĩ xem là mình là người sai hay là bạn gái kia là người sai. Thì nếu mà mình sai thì mình sẽ xin lỗi ngay lập tức, còn nếu mà mình biết bạn ấy sai thì mình vẫn xin lỗi bạn đấy để cho cái cơn nóng giận của bạn ấy nó qua đi. Thì sau khi mà cơn nóng giận của hai người nó qua đi ấy, thì mình sẽ giải thích cho bạn đó là bạn sai ở cái này, thì mình sẽ làm lành với bạn đấy. Thí dụ như bây giờ em thấy là em không có sai, nhưng mà bạn nữ cũng thấy mình không có sai luôn, vậy rồi cái mối quan hệ nó sẽ đi về đâu? Cái lúc mà giận nhau ấy, thì lúc đó thì mình không có suy nghĩ sâu, thì mình chỉ biết là nghĩ cho bản thân mình thôi. Thì mình sẽ đợi cái chuyện này nó lắng xuống, mình sẽ hẹn chủ động hạ bạn gái đi một quán cà phê này, hay là mình đi chơi này. Từ lúc đó bạn gái vui ấy, thì mình sẽ bày tỏ ra cái quan điểm của mình, cố gắng giải thích cho bạn ấy hiểu. Không phải là mình bắt lỗi bạn ấy là người sai, mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi thì mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau, và về sau thì cũng không đến được với nhau. Lúc đó giận thì mình không có gì, nhưng mà sau đó em sẽ chủ động là bằng cách là trực tiếp gặp bạn gái luôn, hẹn gặp nhau ăn uống đi chơi gì đó, rồi mình mới vui vẻ mình mới nói là mình không biết là mình đúng hay sai. Kể cả mình có đúng đi nữa thì mình vẫn cứ nhận sai đã, trước mắt thì mình nhận sai đã. Vậy còn ví dụ như hai bạn nữ nè, Kiên đi, giả tỷ em đang giận bạn trai em, mà giờ bạn trai em hẹn em ra gặp để cho nó vui, rồi từ từ người ta mới xin lỗi, thì em có nhận lời hẹn hò đó không? Hay là lúc đó cái nư rồi giận lẫy rồi không đi? Dạ, nếu mà là em thì chắc em sẽ gặp, tại vì theo cái quan điểm của em là hai người cần giải quyết rõ ràng với vấn đề đó. Em thì cũng không phải là kiểu người cố chấp á. Nếu mà em sai thì em cũng sẽ nhận cái lỗi sai đó của mình, chứ không phải chỉ có trách bạn trai được. Cho chị hỏi thêm một chút xíu về đầu câu
cái chương trình là chị có nói tới cái chủ đề là mình sẽ làm dâu, thì không biết là hai bạn nữ mình á có ngại cái chuyện làm dâu hay không, rồi có ngại phải yêu xa hay không. Thơ, em chia sẻ cho chị Tường nghe về quan điểm của em về chuyện này trước đi. Quan điểm làm dâu của em thì cũng bình thường thôi ạ. Mình đối xử tốt với chồng của mình, với những người thân trong gia đình chồng, đặc biệt là mình cũng phải biết lễ phép, phép tắc, bởi vì là mình mong muốn chồng mình yêu thương gia đình mình thì mình cũng phải yêu thương gia đình chồng mình, đúng không ạ? Yêu thương như yêu thương gia đình mình vậy. Còn nếu mà yêu xa chắc là em hơi ngại một chút ạ. Kiên thì sao? Em quan điểm như thế nào về việc làm dâu? Rồi em có ngại yêu xa hay không? Dạ, vấn đề làm dâu thì em nghĩ là nếu mà phải ở với gia đình chồng thì mình cũng cần lễ phép ngoan ngoãn, yêu thương gia đình chồng như gia đình mình là được. Về vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại được yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Mạnh thấy sao Mạnh? Em thì em không ngại được yêu xa, nếu mà hợp nhau ấy thì xa gần thì nó cũng không có quan trọng. Còn về quan điểm của em đối với bạn gái thì em không đòi hỏi quá nhiều, em tôn trọng cái công việc hay là quyết định của bạn ấy. Ngược lại thì bạn ấy cũng phải tôn trọng cái quyết định của em. Thơ là đang ngồi ở ô màu đỏ ha. Thế bây giờ Hà, em có muốn hỏi gì, nói chuyện gì trực tiếp với Thơ không? Em hỏi một vài câu đi, chứ chúng ta sắp đến cái giây phút là mình sẽ lựa chọn nhau rồi đó. Em muốn hỏi là tương lai mà có thể bỏ cái công việc đấy, tại vì tương lai em muốn mở một cái nhà hàng. Mở nhà hàng là ảnh hưởng đến nghệ thuật ý. Thì bạn có thể tạm gác lại cái công việc nghệ thuật, sáng sớm thì nấu nướng, còn đến tối thì vẫn có thể đi hát. Ban ngày nấu nướng biết tối còn sức hát không ạ? Chồng mình kinh doanh nhà hàng thì em có sẵn sàng hỗ trợ cho cái kinh doanh của chồng không? Em hơi tham một chút ạ. Em nghĩ là em thì cũng kinh doanh. Và em nếu như chồng em mà có hướng kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Em làm nghệ thuật là đam mê, cho nên là em muốn là anh ý đồng cảm và chấp nhận cái đam mê. Một nửa, nấu ăn một nửa, kiểu như là cuối tuần sẽ đi hát, còn đầu tuần mình sẽ làm nhà hàng. Cuối tuần vẫn đi hát, đầu tuần làm nhà hàng, được không? Quá ngon lành rồi còn gì nữa. Cái công việc của em thì nhiều khi là nếu như là mình từ chối quá nhiều ấy thì người ta cũng sẽ không gọi mình nữa. Em vẫn hy vọng là một người có thể hiểu em, mặc dù là em cũng có thể là em vẫn sẽ đang xem cố gắng làm sao để dành thời gian cho cả gia đình này, rồi cho cả công việc ở nhà hàng và xen lẫn cả đam mê của em. Ok. Hôm nay chị thấy là mạng của hai bạn nữ rất là tốt nè, mà hai bạn ấy đều là những người hát rất là hay. Chị sẽ hát tặng một đoạn dành cho tất cả mọi người đang theo dõi chương trình đi, chị mời em. Em cũng sẽ gửi đến mọi người một ca khúc, chính là ca khúc To Tàu Anh Qua Núi ạ. Đi sớm đi theo bay con tàu quay, qua đèo hải phân mây bay đình, nhớ thương nhau em chờ anh tới, là tàu anh đi vượt qua núi cao. Ngày hôm nay anh đang con đường lớn, tàu anh đi trong yêu thương chào đón, thật biết bao niềm vui theo cánh con tàu đi, là thương nhau em bắt cầu cho tàu anh tới, lời yêu nhau mấy sao em không lời, lời yêu nhau mấy nơi em không chờ. Em cảm ơn ạ. Wow, giọng cao vút luôn. Sao Mạnh? Nghe sao Mạnh ơi? Dù em không hát không có hay hết, nhưng mà em rất là thích những người hát hay ấy. Bây giờ thì Tường mời bạn Thơ sẽ gửi tặng chương trình một bài hát. Xin mời em. Em là cô gái Hà Tĩnh, nên là em xin gửi đến chị cũng như là người ca khúc Theo Em Về Hà Tĩnh. Xanh mây trời dòng nước sông la, trong gió xa tiếng chuông hương tinh, lao sao vi vu đổi thống gió hạt, trên du thuyền trái tiếng nên tha, trước
biển cũ đã là chưa về họ tình. Trong một giấc kiếm lần mây vần xuôi, kiến hoa vô môn đông sân bay. Chiều nghiêng soi gương hồ kề bồ, đêm hạ tình thành phố lung linh. Câu hát ca trù cả tuổi thơ đi mô rồi cũng nhớ. Rừng hồng bao la bình minh vùng ấm, cây trên đá hoa trên lá đều ngắm. Hoành sân quan thanh thang cổng trường, người Hà Tĩnh chất phạt thông minh. Trong nghĩa ven tình, đến Hà Tĩnh như đi xa về nhà. Quá tuyệt vời luôn. Sao rồi anh Hà? Anh Hà cảm nhận như thế nào? Em nghĩ em lại bị hút bởi giọng hát rồi. Em không biết em phải suy nghĩ thế nào để chọn. Em thì là một con người thì khá là yêu âm nhạc. Hai bạn đều có cái khả năng hát khá là hay. Thì em khá là thích hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3. Đó chính là vòng khoảnh khắc quyết định. Bốn bạn đã chuẩn bị những cái biểu tượng. Đó là trái tim màu xanh nè, trái tim màu đỏ nè, và biểu tượng mặt cười chưa? Chọn đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Còn nếu mình không chọn ai hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Khoảnh khắc quyết định bắt đầu. Mời tất cả bốn bạn nhắm mắt lại. Nếu như chồng em mà có được kinh doanh thì em cũng sẽ sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng anh. Tuy nhiên là em cùng với đấy thì em cũng muốn là chồng mình sẽ thấu hiểu mình cho cái công việc của mình. Mặc dù là mình không sai nhưng mà mình vẫn cứ xin lỗi bạn gái trước đã, rồi mình sẽ giải thích cho bạn gái hiểu. Vì nếu mà mình không hiểu cho nhau ấy thì tất nhiên là sẽ không hợp nhau, và về sau thì cũng không đến được với nhau. Vấn đề yêu xa thì em cũng không có ngại việc yêu xa, quan trọng là cái lòng của mình có đặt ở nhau hay không thôi, chứ còn xa hay gần thì nó không quan trọng. Sẽ làm dâu khoảng một thời gian, sau đó nếu mà mẹ em thích về quê thì em có thể đưa mẹ em về quê sống được. 5, 4, 3, 2 và 1. Xin mời bốn bạn cùng đưa biểu tượng của mình lên. Mở mắt ra đi các bạn. Ủa, cho chị hỏi cái biểu tượng của thơ là cái gì vậy? Em đưa sát vô coi. Nguyên. Màu xanh đó chị. Em chuẩn bị ở nhà ấy, thế là không có bút màu xanh, thế là em phải dùng bằng bút nhớ. Thế là nó sẽ ra một trái tim màu vàng. Đưa lên cho chị xem. Màu xanh laminar hả? À, chúng ta thấy rằng là hai cô gái của chúng tôi đều đưa cái ô trái tim màu xanh vẫn mạnh. Ở ô cửa màu xanh thì cũng đã đưa lên trái tim màu xanh. Có nghĩa là trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ chọn được có một cặp đôi thôi. Đó là hai bạn ở hai ô cửa màu xanh. Xin chúc mừng cho bạn Mạnh và bạn Kiên nhé. À, Hà ơi, hơi tiếc một chút xíu. Cảm xúc hiện tại của em là như thế nào? Em suy nghĩ như thế nào? Hơi tiếc và chắc là tương lai sẽ không được nghe bạn hát nữa. Phải lên TikTok để nghe lại. Còn Thơ thì sao Thơ? Em cảm thấy vui khi được gặp mọi người ở đây và để trò chuyện cùng chị và mọi người nhiều hơn. Chị Tường cũng chúc cho hai bạn là Quốc Hà và anh Thơ cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã đến với chương trình. Mạnh ơi, cảm xúc hiện tại của Mạnh như thế nào? Em có thấy bất ngờ khi hôm nay hai bạn nữ đều chọn em không? Cảm thấy là khá là bất ngờ. Tôi hy vọng bạn Kiên sẽ chọn mình thôi, chứ không ngờ là bạn Thơ còn chọn là mình nữa. Kiên ơi, bây giờ em cảm thấy như thế nào mà Kiên? Dạ, em cảm thấy cũng rất là vui ạ. Tại vì em cũng không nghĩ là bạn Nam sẽ chọn mình ạ. Mạnh, mình sẽ có một cái lời hứa hẹn gì đó với Kiên. Vì bây giờ là chính thức mình là một cặp đôi rồi. Và hiện tại thì cái tình hình dịch ở trong Nam nghe mà được biết là khá là căng thẳng ạ. Gặp nhau thì nói chung là sẽ rất là khó khăn. Thì nếu mà trong cái tình thời gian sắp tới mà tình hình dịch nó thuyên giảm ấy, thì em sẽ cố gắng vào và gặp bạn kia. Trong thời gian này thì bọn em cố gắng trao đổi với nhau, tìm những cái quan điểm hay là lối sống nó tương đồng nhau. Nếu mà phù hợp thì sau khoảng 1-2 năm nữa thì em có thể là tiến đến hôn nhân.
Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chị Tường xin thay mặt cho chương trình chúc hai cho hai bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau thật là thú vị nhé. Các Tường sẽ thay mặt cho chương trình gửi đến cho các bạn một phần quà rất là đặc biệt. Dù cho là hai bạn từ ở hai nơi khác nhau nè, có hai câu chuyện khác nhau nhưng bây giờ đã đồng ý về một hướng rồi, cùng chung với nhau rồi, thì đó chính là một cái sự khởi đầu cho một tương lai hạnh phúc, cũng như là một giặt John 2 trong 1, là một cái sự ghép đôi của hai sản phẩm bột giặt và nước xả vải thành một, giúp cho cuộc sống chúng ta được thay đổi một cách tốt hơn. Và để chúc mừng sự thành công của hai bạn trong ngày hôm nay nhé, nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một, hân hạnh tài trợ cho mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Và đặc biệt nha, nếu khi nào mà hai bạn mà tiến tới hôn nhân đó, thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2+1, đó là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí nha. Và ngay cả cặp đôi mà không bấm nút hẹn hò với nhau trong chương trình thì mỗi bạn cũng sẽ nhận được mỗi người là 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí luôn. Và bây giờ thì Cát Tường xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chương trình ghép đôi thần tốc nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7.